Rồi, trở lại với clip ngày hôm nay thì không để anh em đợi lâu. Nhiều anh em rất là nôn nóng nhắn tin comment là Khôi ơi, test ngay cái cặp loa này đi để anh em được trải nghiệm, được thưởng thức. Thì hiện tại thì Khôi cho ghép với cũng là cái combo của Sony để mình xem thử là cái hãng Sony nó làm ra cả loa cầm ly thì nghe chất âm như thế nào. Rồi sau đó những clip tiếp theo thì Khôi sẽ test với những cái con âm ly khác. Và hôm nay thì Khôi sẽ đánh với Bolero nhạc vàng, những cái thứ quen thuộc mà người chơi hay nghe, những cái bản nhạc mà đang nghe ở những cái clip trước, để mình có thêm một chút mà nào đó mình so sánh về chất âm nha. Xem thử coi là cái cặp loa này nó có kèn, nó có thì nó sẽ nghe như thế nào. Rồi những hôm sau thì Khôi sẽ đánh với những cái dòng nhạc sở trường acoustic nữa nha. Còn bây giờ thì xin mời anh em cùng nghe. Những ai mà chưa xem clip này á thì bấm vào video để xem clip trước nha. Khôi đã review về cặp loa rồi. Còn hôm nay thì chủ yếu là test chất âm một đoạn thôi nha anh em, để phục vụ cho anh em cùng chiêm ngưỡng, cùng thưởng thức, cùng nghe thử cặp loa đầu bảng, cặp loa lớn nhất của hãng Sony, model SS7700. Rồi xin mời anh em cùng nghe. Dây chừng mấy ai đàn đừng xa.